Hello, xin chào cả nhà. Giới thiệu với cả nhà phiên bản thứ hai máy làm tóc lông vũ. Ở phiên bản này thì máy hoàn toàn sử dụng bằng tiếng Việt và bổ sung rất nhiều thông số để có thể cài đặt, đặc biệt là tối ưu cho cái lông vũ quấn bằng chỉ cốt tông. Thì ưu điểm của cái lông vũ quấn bằng chỉ cốt tông ấy là cái đầu mối dệt ấy, nó chỉ 1.0 cho đến 1.2 mm, rất là tàng hình và nhỏ. Đặc biệt là đầu tóc nó không bị bông xù giống như là lông vũ truyền thống. Tóc thì lại lợi về chiều dài vì không cần phải gập đầu. Sản phẩm làm xong ấy có thể làm xoăn hấp sấy ở nhiệt độ cao thoải mái. Còn nếu lông vũ làm bằng chỉ chun ấy thì độ bền nó sẽ kém hơn rất là nhiều. Và thứ hai nữa là cái đầu nó rất là to, thô. Để làm ra được cái lông vũ này ấy, thì cần 3 thứ. Thứ nhất là thao tác trên máy là máy nó phải hỗ trợ. Thứ hai là keo. Và thứ ba là quy trình công thức keo. Đây mọi người nhìn cái sản phẩm làm ra này, đầu nó rất là nhỏ. Với một cái máy này thì một tháng có thể ra được khoảng 10 kg tóc. Như vậy thì bạn chỉ cần một tháng là đã có thể thu hồi vốn rồi. Đây là cái trang cài đặt của nó. Như mọi người thấy, máy có thể cài đặt sẵn 10 cái chương trình chạy dành riêng cho từng loại tóc và loại chỉ. Đặc biệt là về phần mềm ấy, bên mình cập nhật miễn phí cho khách hàng trọn đời luôn. Mọi cái thông số từ tốc độ này, số mũi này, chiều dài đều có thể dễ dàng cài đặt. Máy thì bên mình đang được bán và bảo hành 1 năm cho khách hàng, và chuyển giao toàn bộ quy trình để khách hàng mua máy là có thể làm được luôn.